Dạ, không sai Cần Thơ. Kính chào quý cô chú anh chị các bạn, cũng mời quý cô chú anh chị các bạn tiếp tục mình giao lưu chỗ vườn mai đẹp Bến Tre. Hôm nay cũng giao lưu đủ hai giống ha, này ghép. Đây có vàng mini mình sẵn đang quay cô chú anh chị mình xem. Có mình có mua loại nhỏ nhỏ mini này thì cứ liên hệ luôn. Kỳ đã mất thời gian thì mình đi du lịch ha. Kênh bonsai Cần Thơ cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều đã ủng hộ tất cả nhà vườn kênh bonsai Cần Thơ chia sẻ. Cũng kính chúc quý cô chú anh chị các bạn xem clip thật vui, chọn những cây ý cho mình chơi ghép, mua về trồng đất chơi Tết 2024 luôn. Sẵn đã có một cây mai một cam cam vậy đó. Mình liên hệ mua cái luôn cam ha. Cam mua bán luôn. Ờ, nghe luôn. Rồi chào. Dạ chào anh, kính chào cô chú anh chị em đang xem kênh bonsai Cần Thơ nhé. Hôm nay quay tới lại vườn của em thì em lên giao lưu với cả nhà một lô đế siêu đẹp luôn nha cả nhà. Thì đầu clip thì em giới thiệu với cả nhà mình em có cái lô Phú Tân ha. Cái này thì chiều cao em lấy 4-50 ăn lên, tán ngang thiện gan tay của em thôi, quanh gốc thì bằng ngón tay út thôi nha cả nhà. Thì cái lô của này Phú Tân dảo từ 8 đến 12 cánh, 8 đến 24 cánh luôn cả nhà ơi nè. Cái lô này là giống mới ha. Phú Tân giống mới nha cả nhà, mặt bông từ 8 đến 24 cánh. Đây có mặt bông cho cả nhà mình tham khảo luôn ha, chứ để nói nó từ 8 đến 24 cánh Phú Tân ở ngoài cũng con cây nè. Toàn bộ nó như cái hình của em đẹp cầm như thế này, lá xanh tươi xanh tốt nha cả nhà. Thì chiều cao em lấy từ 4 đến 50 ăn lên. Tán ngang thì một gang tay thôi, vành gốc thì bằng ngón tay út thôi cả nhà ơi. Thì như thế này em bán 100.000 cây, 5 cây em gỡ hàng, 10 cây em bao phí cho cô chú anh chị em. Đồ mình luôn nha. Đó, địa chỉ của vườn em thì là Vĩnh Thành, chợ Lách, Bến Tre. Số điện thoại Zalo với em là 0968 28 2738. Số này em có dùng cho Zalo luôn nha anh chị mình. Quá xinh tươi. Bông quá vàng hực. Dạ. Đẹp. Quay clip mà toàn quay 12 giờ trưa không. Nụ này siêu nụ luôn. Chuẩn bông ha, dạo Phú Tân. Con rễ, đéo rễ. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là một lô này thì là cúc thọ hương với tư long nha cả nhà. Thì đầy cái này luôn. Em đẹp lấy chiều cao thì từ 40-50 ăn lên, tán ngang thì là 30 nha cô chú anh chị em mình. Được ghép với gốc quấn rễ từ vành gốc từ 9 luôn cả nhà. 8, 9, 10 nha cả nhà. 8, 9, 10 đây hiện tại như thế này. Đó. Thì cái này thì em bán với giá là 250.000 một cây, 2 cây em gỡ hàng, 4 cây em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình luôn nha. Mình xem. Cái này thì anh chị mình có thể về lấy bo được vô tư luôn. Nhưng cả nhà cúc thọ hương thì cái này em ghép được với hai loại giống. Cái thứ nhất là giống tư long, cái thứ hai là cúc thọ hương cả nhà ơi. Thì anh chị mình cũng có thể là lấy một cây tư long và một cây cúc thọ hương em vẫn gỡ hàng, và 4 cây em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà mình luôn nha. Đây hiện tại trên tay em đang cầm thì gì anh? Đặt viết lên đưa lên. Trời, không quay cái khác. Cái cây cúc thọ hương này thì đang có mặt bông cho cả nhà mình tham khảo luôn. Thì cũng như em xin nói thêm một tí là cúc thọ hương thì mặt bông của nó có mùi thơm và đặc biệt nó sẽ không rụng cánh ở trên cây nha cô chú anh chị em mình. Nó nở ra như thế này và nó sẽ khô lại trên cây luôn. Thì cái lô này thì em lấy hoành gốc 8, 9, 10, 12. Ăn lên, còn tán ngang em lấy 30, chiều cao em lấy 40 đến 50, nó như hình như thế này đó, tàn rất là đều, khá đều luôn nha cả nhà đó. Cái này thì em bán với giá là 250.000 một cây, 2 cây em gỡ hàng và 4 cây em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình luôn. Và cái lô này em có với hai loại giống, anh soi giùm em vô cái bình gốc luôn anh. Có hai loại giống, cái thứ nhất là tư long, cái thứ hai là cúc thọ hương. Thì anh chị mình có thể lấy có thể lấy giùm em một cây tư long, cây thọ hương em vẫn gỡ hàng cho anh chị mình luôn nha. Cái này về là có thể là mình lấy bo xong rồi mình tận tay chăm sóc lại để mình chơi cái Tết 2024 này luôn nha cô chú anh chị em mình. Bao đẹp, bao xuất sắc, bao ghẻ cho cả nhà mình luôn nha, khi đến với vườn mai của em đẹp nha. Điều ghen. Tóm lại là cái lô này rất là điều. Tàn đó, điều luôn, đế đẹp không? Tàn rất là tròn điều ha. Kính cây luôn. Mini đẹp. Này tới Tết 24 là bông kẹo. Cái nào cũng vậy chứ cô chú. Mình lấy thêm vài cây nữa cô chú xem ha. Tàn. Điều ghê. Cầm cái vô coi cái mà.
cô chú anh chị mà mua số lượng nhiều thì có giá ưu đãi hơn chứ mà. Đàn điều. Hay nào với cái nắng thôi. Nó đều ghé chưa. Bonsai luôn. Rất là đẹp. Cây nó rất xanh mướt luôn cô chú mà. Cây rất là sung. Nè, cái bò bao la luôn. Cô hương, cô chú chị mình chơi loại này thì cũng im. Tại vì nó hương thơm mà nó bé cái này sao bỏ vô đây được bé? Lâu tàn. Bé, nhanh bé. Nở nở rộ ha. Thấy vài cây khác cô chú xem đi. Có loại cây rất là cao luôn. Cái này như cái này để đẹp. Nở gốc là cũ. Cây này rất là cao. Tàn nó đều ghen chứ. Cây này có 5-6 bay tấc. Cô chú anh chị mà mình mua lấy cái này thì liên hệ tiếp nha chú Ngọc Hiệp, giúp kênh cho quý cô chú mình. Lâu này khỏi chê là điều ghen rồi mình đi dạy ngoài nha. Cây xanh mướt đủ là giống cô chú bạn. Thì tấn công thì dồn dập tới luôn. Cái lô thứ ba hôm nay em muốn giao lưu với cả nhà mình là cái lô này là lô Thủ Đức, toàn bộ Thủ Đức không gian cả nhà. Nhưng cái lô này hiện tại thì em còn khoảng 100 cây nữa thôi. Nếu mà cô chú anh chị em nào muốn lấy cái số lượng này về để trồng đất thì em bao đẹp luôn nha cả nhà ơi. Cái này thì em ghép với gốc quấn rễ liền cốt. Đó, cốt nhớt, liền thân, liền cốt, liền cành hết toàn bộ em ghép với rễ bí nè, với lò xo nè, với nói chung mà đế thú nữa nha cả nhà. Thì cái lô này em đã con tàn hết trơn thì bây giờ nó đã ra cơ đầu tiên, chuẩn bị già cơ này thì nó ra cơ thứ hai nha cô chú anh chị em mình. Bao đẹp, bao xuất sắc luôn. Cái lô này thì em được khoảng 100 cây thôi, nên là cô chú anh chị em nào muốn lấy số lượng về mình trồng đất lại thì nhanh tay mà alo cho em hoặc đến tận vườn em nha cả nhà. Cái lô này hết 100 cây này thì nó không còn cái lô nào đẹp như cái lô này nữa. Thì từ xưa giờ em đẹp lên bán cái thứ nhất là toàn những cây giả tỉ như là tứ quý hoặc là những cây lô đẹp như thế này thì do nhà vườn làm ra thì mình lên mình bán luôn, nên cũng có cái giá như thế này. Thì cái lô này thì em bán với giá là 300.000 một cây, 2 cây em điệp gỡ hàng và 4 cây em điệp bao phí vận chuyển nha cả nhà. Bí của cái lô này thì nó đẹp lắm cả nhà ơi, đây nè cả nhà xem nè. Bí cái lô này trong khi hồi nãy em giới thiệu thì anh đi chỉ hết cho cả nhà mình xem ha. Đó, liền thân, liền cốt, liền cành 100%. Em đã con tàn và chuẩn bị ra cái tàn thứ hai cho cả nhà mình tham khảo nha. Cái lô này của em toàn bộ là được ghép với lò xo, bí, thú. Tàn đều cô chú quá đẹp, quá xuất sắc luôn nha cả nhà. Nó đẹp không? Nôm đều. Quái. Quá đẹp, quá xuất sắc trong giai tỳ nữ luôn ha. Để cũ luôn chứ. Tàn trong gió cô chú yên tâm ha, tàn rất đều. Tán ngang của cây này thì em lấy 30 nha cả nhà, do em mới con tàn lại thì em lấy 30, chiều cao thì em lấy 50 luôn nha cả nhà ơi. 45 chiều cao em lấy 45 50. Xuất sắc, quá xuất sắc luôn nha cả nhà. Cái lô này được con cái điểm nhấn của nó là bộ đế rất là đẹp. Thứ hai nữa là dàn lá với phân em đã thay, em con tàn hết rồi. Thì anh chị mình khi mua cái cây này về thì cứ để như vậy là mình em đã con tàn lại, em đã lãi lá với em đã thay phân hết rồi. Thì anh chị mình về về cái thứ nhất mình cứ để về thôi. Nếu mà mua số lượng về để Tết nay mình kinh doanh là cái Tết 2024 này. Còn không thì anh chị mình cứ trồng đất nha. Cái lô này thì kinh tế về sau rất là ok nha cả nhà. Tại vì được con cá là gốc nó quấn rễ đẹp. Và cái giá cả thị trường em để cái giá này thì anh chị mình cũng có thể kinh doanh lại được luôn nha. Cái số lượng thì em còn khoảng 100 cây thôi. Nên anh chị giá tỷ như vườn em thì còn nhiều loại giống khác nữa, nhỏ có, to có. Nên anh chị nào muốn trồng đất số lượng nhiều hoặc là mua về kinh doanh lại thì cứ alo cho em điệp qua số điện thoại là 0968 282738 nha cả nhà. Hoặc đến tận địa chỉ vườn của em thì là Vĩnh Thành, chợ Lách, Bến Tre. Cây rất là đẹp, sung. Lá xanh mướt. Đế nào cũng quái đều đẹp ha cô chú mà. Củ bí, lò xo hay là gì cũng có. Này.
đẹp ha. Liền cốt tàn tròn do này tàn đây tới tết là do. Tàn nó bự lắm cô chú. Tàn do như chữ O cả nhà ơi. Này cô chú anh chị mua số lượng mà xỉ gì mình bán tết là ngon. Dạ tại cái này là cái này cái thứ nhất là nó liền thân liền cốt hết trơn rồi nên là cả nhà mình yên tâm. Cái thứ hai nó bộ đế quá đẹp quá xuất sắc luôn nha cả nhà, số lượng thì còn rất là ít, khoảng 100 cây nữa thôi, nên anh chị mình nếu mà có nhu cầu trồng đất thì alo nhanh tay cho em Điệp ha. Tại vì thời điểm này mình mua gì mình chăm sóc nó cũng giá rẻ, chứ tết một chút nữa được cái giá chăm sóc phí nó rất là cao, không bự nữa chuẩn. Dạ Thủ Đức thì dễ chăm sóc nên là lâu rất đẹp. Dạ Thủ Đức thì là cái giống truyền thống từ hồi xưa đến giờ rồi nha cô chú anh chị em mình, nói chung là cái giỏ Thủ Đức từ xưa giờ là cái giống truyền thống dễ chăm sóc, ít bệnh nào nữa cả nhà ơi. Nhưng mà mặt bông của nó thì rất chuẩn nha, từ 8 đến 12 cánh mặt bông to nha cô chú anh chị em mình. Lấy quái lắm coi ha. Lấy lại vài cây nữa cô chú anh chị em. Xanh mướt tàn đều để quái. Đây là dầu do. Đầu của cái đế nậu luôn. Điền thân liền cốt. Tàn tròn nó xinh. Đây. Cả nhà ơi, phần đa nha cả nhà, toàn là bí không nha cả nhà, xuất sắc dữ lắm nha. Cái lô này thì em nói thật với cả nhà, mình mua về thì cả nhà mình không bao giờ mà cái dạng như mình hối tiếc, bỏ đồng tiền ra là mình xứng đáng luôn nha cả nhà. Quá quá đẹp luôn nha cả nhà. Thì cái này em có số lượng vào khoảng 100 cây thôi, nên là em bán cái này thì em bán với giá là 300 ngàn một cây. 2 cây em gỡ hàng cộng thêm phí ship, còn 4 cây là em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình luôn nha. Thì nói ra em cũng cảm ơn anh chị mình tâm suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ vườn của em. Thì hôm nay em lên giao lưu với cả nhà mình cái thứ nhất là lô Phú Tân từ 8 đến 24 cánh với giá 100 ngàn cây, 5 cây em đều gỡ hàng và 10 cây em bao phí vận chuyển. Thì lô thứ hai là cúc Thọ Hương với cúc Tư Long, em bán với giá 250 ngàn một cây, 2 cây em gỡ hàng cũng 4 cây em bao phí vận chuyển. Lô thứ ba là lô giỏ Thủ Đức, em được ghép với bí nè, gốc quán ghế bí nè, lò xo nè, với thú nha cả nhà. Thì em bán với giá 300 ngàn một cây, 2 cây em gỡ hàng thì 4 cây em bao phí. Nên cái lô này thì đặc biệt, cái lô này thì cô chú anh chị em mình trồng đất hoặc mình mua về kinh doanh lại thì em bao đẹp, bao xuất sắc luôn nha cả nhà. Thì cả nhà có nhu cầu cũng như muốn lấy số lượng thì cứ alo cho em Điệp qua số điện thoại là 0968 2827 38 hoặc đến tận vườn em theo địa chỉ là Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre nha cả nhà. Dạ. Thì nếu ngoài cái lô này em còn những cái lô khác nữa, vườn em cũng nói chung là đầy đủ các loại giống nha cả nhà. Cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình tâm suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ em. Em xin chào và hẹn cả nhà vào những clip tiếp theo nữa ạ. Rồi, chào một Điệp của Bến Tre. Rồi chào quý cô chú anh chị các bạn mình luôn ha. Mình mua cái loại thứ này vì mình chăm sóc nó rất là dễ, mà thứ hai nữa là nó cũng tiện là nó cây nó thừng chậu rồi nó liền cốt hết trơn. Dễ chăm sóc. Không sợ chết. Để mình chơi khiển cho một xe mình đi ha. Tự tay chăm sóc anh cô chú anh chị. Rồi mình quay cô chú xem về đấy nè. Đẹp ha. Đó. Rồi, cô chú anh chị mình thích thì mình liên hệ ha. Giá rất là mềm hết trơn, cây xanh tốt. Rồi trân trọng kính chào với cô chú anh chị. Trước khi chào thì mình coi mặt bông cái nữa. Đây. Gió nè. Đẹp ha. Rồi trân trọng kính chào với cô chú anh chị các bạn mình.